Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu kiểm điểm yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm với một sự cố hy hữu. Đó là trường hợp một người bán rong đã đi vào khu cách ly bán hàng xảy ra tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu. Do khu đất phía sau khu cách ly có tranh chấp với ba hộ dân, nên bệnh viện chưa xây hàng rào kiên cố. Lợi dụng kẻ hở này, nhiều người bán rong đã từ mở lối mòn vào bệnh viện vì phía trước có người kiểm soát nên không vào được. Sau khi sự việc xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các cơ quan chức năng lắp thêm camera an ninh để theo dõi tình hình hoạt động bên ngoài khu cách ly điều trị, tăng cường công tác bảo vệ, lập thêm hàng rào ngăn cách giữa bệnh viện với khu nhà dân phía sau bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cũng đã đề nghị các bộ phận liên quan rút kinh